Thần tài đảm bảo, năm con giáp gánh lộc về nhà, trúng số cực đậm, trả sạch nợ nần sau ngày 23 tháng chạp âm lịch, nếu biết điều này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào những ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão. Chỉ còn khoảng 7 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang cái năm mới 2024 năm Giáp Thìn. Và trong thời gian từ nay đến Tết là cái thời điểm mà cực kỳ bận rộn. Ai ai cũng phải đôn đáo, cũng phải cật lực làm việc để gì hoàn thành nốt những cái nhiệm vụ của năm cũ, để gì có một cái thời gian nghỉ ngơi yên tâm và không phải lo lắng bất cứ cái điều gì. Và sau ngày 23 tháng chạp ấy thì thần tài cũng đảm bảo, nói chung ấy, cái thời gian này có 5 con giáp trúng số liên tiếp, đổi đời giàu to, tiền về chật két. Quý vị thân mến, hành trình cuộc đời chúng ta cũng giống như là một cái chuyến phiêu lưu. Có người thì sẽ luôn trải qua những cái thăng trầm, nếm đủ mọi cay đắng, mặn ngọt của cái cuộc đời. Một số cái thử thách và khốn khổ nó xuất hiện trong cái cuộc sống này có vẻ như là những cái thảm họa. Nhưng thực chất đó có thể là cái may mắn khiến cho các bạn trở nên mạnh mẽ hơn, hạnh phúc hơn và bình hơn hơn. Thì cái hạnh phúc giàu có là điều mà ai cũng mong muốn hướng đến sau những cái đau khổ, những cái vất vả. Và những cái chướng ngại trước mắt, chúng ta sẽ trân trọng cái cuộc sống hiện tại và tự hào về cái nỗ lực của bản thân. Mới đây, các bậc thầy tử vi tiên tri cũng đã hé lộ trong số 12 con giáp, có 5 con giáp khi vượt qua khổ nạn sẽ gặt hái được những thành công. Và sau ngày 23 tháng chạp thì bắt đầu sẽ trở nên giàu có. Vậy nên quý vị hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận những cái điều may mắn, những điều tốt đẹp nhất. Và cuộc sống của quý vị cũng sẽ thay đổi theo cái chiều hướng tích cực. Từ sự nghiệp, vận mệnh đến cái đời sống tình cảm đều bước lên một cái tầm cao mới, vươn lên như diều gặp gió. Thời điểm sau 23 tháng chạp trở đi thì được coi là cái bước đệm nhảy vọt của những con giáp này để đón đầu cái thành công trong cái sự nghiệp và cái sự giàu có về tiền bạc. Vậy thì cái vận trình của năm con giáp may mắn nhất sau ngày 23 tháng chạp sẽ ra sao? Tất cả sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thần tài đảm bảo, sau ngày 23 tháng chạp âm lịch, năm con giáp trúng số liên tiếp, đổi đời giàu to, tiền vàng chật két. Cái vị trí đầu tiên xin được chúc mừng những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do hoang dã để được hòa mình vào với thiên nhiên. Những người tuổi Ngọ vì thế cũng rất là năng động, nhiệt tình, thích những nơi mà đông người và đam mê khám phá những cái điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuổi Ngọ thích những cái sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là cái lý do mà tại sao không bao giờ họ chịu đứng yên một chỗ. Những người này thì năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều cái công việc mà không hề cảm thấy mệt mỏi. Những người mà sinh năm Ngọ thì giỏi giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có đầu óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những cái bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt với những người tuổi Ngọ nhất. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ cũng là những người mà cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những cái thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc thì những người tuổi Ngọ là những người rất năng động và nhiệt tình. Họ có thể đảm nhận nhiều cái công việc, nhiều cái vị trí khác nhau và cái năng suất lao động cũng gấp nhiều lần so với những người khác. Nhưng một đặc điểm là người tuổi Ngọ thì thường làm việc theo cái trực giác và hứng thú. Khi mà công việc ấy khiến cho những người tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán ấy, thì họ sẽ thay đổi theo một cái luồng gió mới mẻ hơn. Cũng bởi cái sự thay đổi này mà đôi khi những người tuổi Ngọ lại bỏ lỡ đi mất cái cơ hội, những cái vận may dành cho chính mình. Nhưng dù sao thì đó cũng là cái bản chất không thể thay đổi của những người tuổi Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện cái sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Những người tuổi Ngọ vốn rất cởi mở và phóng khoáng nên là sẽ xây dựng được cho mình những cái mối quan hệ chất lượng. Khả năng xã giao của họ cũng sẽ gì được thể hiện rõ từ khi còn nhỏ. Và đến khi trưởng thành thì khả năng ấy sẽ phát triển thành một công cụ giúp cho những người tuổi Ngọ kiếm được những khoản tiền nhiều, khiến cho gì nhiều người phải ngưỡng mộ.
Bên cạnh đó thì những người tuổi Ngọ cũng biết rằng muốn thành công thì không thể dựa vào chính mình mà cần phải dựa vào cái mối quan hệ và những người xung quanh. Trong xã hội ngày nay, cái quan hệ xã giao thực sự là quan trọng. Ai có nhiều cái mối quan hệ tốt thì công việc sẽ được thuận lợi hơn. Vì vậy, những người tuổi Ngọ vẫn luôn cố gắng xây dựng những cái mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh. Bản mệnh thường được người ta giới thiệu cho những cái cơ hội đáng quý, nên cái việc kiếm tiền nó cũng thuận lợi hơn. Thưa quý vị, trong cái thời gian trước đó thì nói chung ấy, với nhiều cái khó khăn với những người trắc trở, đôi khi khiến cho những người tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán. Nhưng nói chung ấy, từ sau cái thời điểm 2-3 tháng chạp trở đi thì những người tuổi Ngọ lại lao vào công việc là đam mê kiếm tiền và không bị ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống. Thu nhập của họ cũng được tăng lên. Ít nhất là cái thời điểm này thì bản mệnh biết cách xoay sở để giữ cho cái nguồn thu của mình nó được ổn định và có chiều hướng do gia tăng. Ngoài cái năng lực thì không thể phủ nhận cái sự may mắn của con giáp này, vì các bạn không phải gì cắt giảm lương thưởng hay là gì nghỉ việc sớm. Cái sự đóng góp trong công việc của những người tuổi Ngọ cũng được cấp trên đánh giá cao, và các bạn là thành viên cốt cán không thể thiếu được trong những cái thời điểm mấu chốt quan trọng. Không những thế, những người tuổi Ngọ còn nhanh nhẹn và biết nắm bắt lấy cái thời cơ, nên là túi tiền thì ngày càng thêm rủng rỉnh. Nhờ bản mệnh biết cách làm ăn kinh doanh, đúng là ông trời đóng cánh cửa này thì lại mở ra một cánh cửa khác cho những người tuổi Ngọ. Chỉ cần các bạn biết nắm bắt lấy cái thời cơ thì cũng không lo túng thiếu đó. Không lo vay mượn hay là không lo nợ nần. Tuy nhiên, những người tuổi Ngọ cần nhớ, thời thế thế thời là điều mà không ai biết được, đúng không? Không ai biết trước chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì vào cái ngày mai. Chính vì thế, cùng với cái việc tận hưởng cái may mắn của mình đang có ở cái thời điểm này, thì những người tuổi Ngọ cũng cần phải tính đến cái tương lai. Quý vị hãy tiết kiệm chi tiêu vừa phải để không bị hoang phí cái tiền công sức mà mình đã gì làm lụng vất vả trong suốt thời gian vừa qua. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Ngọ. Quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng ta cùng xét về chi tiết vận trình may mắn của những người tuổi Ngọ sau ngày 23 tháng Chạp năm 2023. Đầu tiên là tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Bắt đầu sau ngày 23 tháng Chạp âm lịch thì dưới sự thúc đẩy của quý nhân, những người tuổi Bính Ngọ có thể làm quen được với nhiều đối tác, nhiều khách hàng đầy triển vọng. Trong cái thời gian này, đúng không ạ? Đôi bên hợp tác ăn ý nên là cái công việc sẽ được diễn ra suôn sẻ ngoài dự kiến. Thì ngoài ra, những người tuổi Ngọ còn có cơ hội đồng hành bồi dưỡng thêm cái kỹ năng và cái kiến thức của mình cho công việc. Quý vị hãy khiêm tốn và chăm chỉ tiếp thu những cái kiến thức ấy, có thể sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều trong tương lai. Nếu có kế hoạch xuất hành trong thời gian này thì quý vị nên là gì? Chuẩn bị một cách cẩn thận để có thêm được nhiều cái may mắn. Bên cạnh đó thì quý vị càng chuẩn bị chín chu ấy, thì nó cũng sẽ giúp cho công việc của các bạn được gặp nhiều cái thuận lợi hơn. Trong thời gian này thì quý vị nói chung ấy, cũng cần phải hết sức lưu ý về những cái hung họa ở bên cạnh. Tiếp theo chúng ta cũng xét đến tuổi thứ hai, đó là tuổi Mậu Ngọ, những người sinh năm 1978. Quý vị thân mến, những người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong thời gian này thì cũng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Trong cái thời điểm sau ngày 23 tháng Chạp ấy, thì các bạn có lối hành xử phù hợp trong nhiều cái tình huống khác nhau, nên luôn được lòng bạn bè, được lòng đồng nghiệp, được lòng lãnh đạo. Và sau ngày 23 tháng Chạp trở đi cũng là cái thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết được nhiều cái hợp đồng hoặc là gì mở rộng các mối quan hệ làm ăn kinh doanh của mình. Tin rằng các bạn sẽ đưa ra được những cái quyết định đúng đắn, khiến cho đồng tiền chảy vào túi ào ào ngày một nhiều hơn. Tiếp theo, chúng ta cùng xét đến những người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Thì những người tuổi 1990 Canh Ngọ trong cái thời gian này nói chung ấy cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Và những người tuổi Canh Ngọ có cái gì cách hành xử, xử lý công việc trở nên là gì hanh thông thuận lợi, nên có nhiều thời gian rảnh rỗi để chăm sóc bản thân cũng như là chăm sóc gia đình. Và sau ngày 23 tháng Chạp trở đi ấy, thì cái niềm vui với những người tuổi Ngọ sẽ đến khi mà quý vị gặp gỡ được quý nhân. Rất nhiều công việc sẽ được hanh thông và tài vận cũng sẽ được
rực rỡ trong thời gian này. Thì đây cũng là cái thời điểm để cho những người tuổi Canh Ngọ thích hợp để các bạn đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên các bạn cũng nên cẩn thận trong từng cái đường đi nước bước của bản thân, không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Những người làm chủ doanh nghiệp, những người kinh doanh, những người buôn bán ấy, thì sẽ đưa ra những quyết định lớn ảnh hưởng đến cái tài chính của mình trong cái thời gian này. Một điểm mạnh nữa là được cục diện ngũ hành nó tương sinh, vậy nên là trong thời gian này thì những người tuổi Canh Ngọ nói chung ấy cũng khá là bình ổn. Đôi khi những người tuổi Ngọ suy nghĩ quá nhiều khiến cho bản thân mệt mỏi. Đừng vì một khoảnh khắc tồi tệ mà quý vị cảm thấy là gì, cuộc đời này không đáng giá. Thăng trầm chỉ là một cái nốt nhạc, nó khiến cho một cái bản nhạc nó trở nên là gì, hay hơn mà thôi. Gia chủ cũng nên gì, nên suy nghĩ tích cực và có những cái hành động tích cực để gì, cuộc sống của mình nó được thuận lợi, may mắn và thành công hơn. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai sau cái ngày 23 tháng chạp mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp thì những người tuổi Dậu là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và cái lòng kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy cái năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi cái lòng tốt bụng, cái tinh thần trách nhiệm và cái tính ngay thẳng của mình. Tuổi Dậu có nhiều cái ước mơ, hoài bão, cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được cái quyền lực, cái địa vị vững chắc trong cuộc sống. Những người tuổi Dậu nổi tiếng là những người mà sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà những người tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Những người tuổi Dậu khi làm việc thì rất chăm chỉ, cẩn thận và chu toàn. Họ có thể đảm nhận được nhiều cái vai trò và duy trì được những cái vị trí khác nhau. Họ luôn hoàn thành tốt những công việc một cách xuất sắc. Thêm nữa, những người tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với cái đám đông, đối với cộng đồng. Mọi lời nói, mọi hành động của những người tuổi Dậu thì đều được những người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tuổi Dậu là những người mà khá là quan trọng vẻ bề ngoài của mình. Họ dành nhiều thời gian để chăm chút cho bản thân. Những người này thì rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy, sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, vất vả thì những người tuổi Dậu trở về với cái mái ấm yêu thương để bên cạnh những người thân yêu của mình. Đấy, họ dũng cảm bảo vệ những người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi. Những người tuổi Dậu tự tin cho rằng mình là người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi người. Nếu mà có ai đó mà có ý chê bai thì họ sẽ tìm cách giải thích và phủ nhận cái điều đó. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, đấy, hoạt bát trước cái đám đông. Họ có thể nói đủ thứ chuyện trên đời, trên trời dưới biển, khiến cho mọi người phải phì cười và với những cái câu chuyện của mình. Cũng có một số những người tuổi Dậu lại ít nói, họ có cái mắt tinh tế, thích quan sát, thích phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Tuổi Dậu dễ nhìn thấy những cái sai lầm, những khuyết điểm của người khác, nhưng mà họ lại ít thừa nhận những cái thiếu sót của mình. Những người tuổi Dậu thì họ đề cao cái giá trị của bản thân và hài lòng với những cái lời tán thưởng, những cái lời tán dương, những cái lời khen thưởng. Cũng chính bởi cái tính cách này mà đôi khi những người tuổi Dậu bị kẻ xấu tung hô, lợi dụng, hãm hại mà không hề hay biết. Khi làm việc ấy, thì những người tuổi Dậu thường đi theo những cái khuôn mẫu quen thuộc, ít có sáng tạo. Vì thế, trong nhiều cái tình huống bất ngờ thì họ khá là lúng túng và thiếu quyết đoán. Trong cuộc sống thì nam giới tuổi Dậu có vẻ bề ngoài hào hoa, phong nhã, thu hút được cái sự chú ý của nhiều cô nàng. Họ là những người rất mạnh mẽ, sống có mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành những cái giấc mơ về tiền bạc, về địa vị của mình. Những người tuổi Dậu nổi bật trước đám đông bởi cái tài khéo ăn khéo nói của mình. Họ giỏi trong cái việc thuyết phục mọi người. Nếu ai mà ngoan cố phản bác lại ý kiến của những người tuổi Dậu, họ sẽ tranh luận đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Đôi khi ấy, thì cái sự cố chấp, cái sự bảo thủ của những người tuổi Dậu cũng khiến mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục trò chuyện. Khi gặp phải khó khăn thì những người tuổi Dậu tự xây dựng cái niềm tin cho bản thân mình để vượt qua cái gian nan, qua cái thử thách. Họ cần cái sự ủng hộ, động viên của mọi người để làm động lực tiếp tục cho mình phấn đấu. Những người này sống tự lập và hiếm khi mà nhờ cậy, dựa dẫm vào ai khác. Sau cái ngày 23 tháng chạp âm lịch ấy, thì những người tuổi Dậu hãy kê cao gối ngủ khi mà mình là một trong con giáp may mắn sau cái ngày 23 tháng chạp. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi cuối năm,
Từ sau ngày 23 tháng Chạp âm lịch trở đi thì những người tuổi Dậu sẽ liên tiếp đón nhận những cái tin vui báo về. Công việc thì vẫn được tiến triển tốt. Con giáp này cố gắng sắp xếp công việc ở nhà thật ổn, không để những cái thú vui riêng làm ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc của mình. Làm ra làm mà chơi thì ra chơi. Bản mệnh cho thấy được cái tinh thần kỷ luật cao ở chính cái bản phương hình. Không những thế, những người tuổi Dậu còn khiến cho cấp trên, cấp dưới cũng phải ngạc nhiên vì những cái ý tưởng độc đáo có thể giúp cả tập thể cái phần nào đó bớt khó khăn, bớt cái gian khổ trong thời gian kinh tế khó khăn này. Đấy. Quý vị sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Trong thời gian này thì tài lộc cũng sẽ đến với những người tuổi Dậu, hoạch tài cũng sẽ được thuận lợi hơn. Bản mệnh cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng mà thật ngạc nhiên khi mà các bạn có thể là nhận được quà hay là cái phần thưởng một cách bất ngờ, giúp cho cuộc sống của những người tuổi Dậu nói chung ấy không còn phải mệt mỏi và không còn phải eo hẹp nữa. Tuy nhiên, cái điểm sáng nhất trong cái thời điểm này có lẽ vẫn là cái chuyện đào hoa nó nhập mệnh. Những người tuổi Dậu sẽ hạnh phúc không một bút nào có thể tả xiết khi mà nhận được cái giá trị thiêng liêng của gia đình, cũng như là gì, các bạn ngày càng thêm yêu gia đình mình hơn. Người ấy thực sự khiến cho các bạn cảm thấy cảm động bởi những cái hành động dù nhỏ thôi nhưng mà ẩn chứa bên trong ấy là cả một cái tấm lòng yêu thương cao cả. Cho đến sau này thì con đường tình duyên của hai người vẫn chưa bao giờ thay đổi. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho những người tuổi Dậu thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, sau đây chúng ta cùng xét về cái vận trình chi tiết của từng tuổi Dậu sau ngày 23 tháng Chạp, xem cát hung ra sao, vận hạn thế nào. Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Từ sau 23 tháng Chạp thì có cát tinh nó chiếu mệnh, cái cơ hội cho những người tuổi Dậu gặp gỡ được nhiều cái đối tác, cái cơ hội làm ăn quý giá và gì đòi lại cái quyền lợi cho bản thân mình. Những người tuổi Dậu trong thời gian này khá là giỏi trong cái việc cân bằng giữa công việc và gia đình, nên là sẽ đạt được những cái bước tiến mới và không để cái kẽ hở nào cho tiểu nhân lợi dụng để mà gì hạ bệ các bạn. Nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là những người tuổi Kỷ Dậu cũng thu về một khoản tiền lớn trong khoảng thời gian này thông qua việc kinh doanh buôn bán hoặc là những người được người thân, người quen cho lộc. Quý vị hãy cứ chân thành và nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm với những cái sai sót của bản thân thì thời gian tới công việc của các bạn cũng sẽ được thuận lợi, cực vượng. Đấy, nhờ được hưởng cái phước lành từ bản thân. Chỉ cần cơm đủ 3 bữa một ngày, thong dong làm việc mình yêu thích là cái điều mà những người tuổi Kỷ Dậu ấy đã cảm thấy hạnh phúc. Gia chủ cũng đang tận hưởng những cái ngày tháng sống giản dị nhất của cuộc đời ở bên cạnh những người mình thương yêu. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm gia đình thì con cái hai bên cũng ủng hộ. Vậy nên là quý vị cứ mạnh dạn gì, cứ mạnh dạn trong cuộc sống và nên hòa hợp với mọi người xung quanh nhiều hơn. Tiếp theo là tuổi Tân Dậu, những người sinh năm 1981. Nói chung ấy, trong thời gian sau ngày 23 tháng Chạp thì cái may mắn đi xa về gần là có tổ tiên phù hộ độ trì, nên là chuyện kinh doanh buôn bán thì cũng đắt hàng hơn bao giờ hết. Thứ hai là gì, do cái nhu cầu mua sắm cuối năm nó tăng cao, đặc biệt là từ nay đến Tết thì cái nhu cầu tăng cực mạnh. Vậy nên là gì, cái chuyện kinh doanh buôn bán thì cũng đắt hàng hơn bao giờ hết. Nhìn có vẻ là lạnh lùng, ít nói, nhưng mà những người tuổi Tân Dậu là những người mà có tư duy nhanh nhẹn và nắm bắt được nhiều cái cơ hội để thể hiện cái năng lực của bản thân mình trong công việc. Nói chung ấy, không biết đâu là điểm dừng của bản thân, tài vận của những người tuổi Tân Dậu cũng được nở hoa khi mà được cái cát tinh tài lộc nó chiếu mệnh, khi được thần tài ghé thăm. Đấy. Có lộc ăn, lộc uống dồi dào. Có những người thì được mời đi ăn hoặc là được tặng cho những món quà có giá trị. Những cái mối quan hệ xung quanh bạn cũng sẽ tạo cơ hội cho những người tuổi Tân Dậu gì, nói chung là kiếm tiền đều đều. Quý vị hãy cứ vui cười và đón nhận những cái sự tốt lành đến với mình thì thần tài cũng sẽ tìm đến với các bạn trong thời gian này. Về mặt tình cảm thì cũng khá là hanh thông thuận lợi, không còn phải quá là lo nghĩ quá nhiều, đúng không ạ? Một số người tuổi Tân Dậu trong thời gian này thì nên quan tâm đến con cái nhiều hơn và cũng đã biết cách gắn kết giữa ông bà cha mẹ, nên là cuộc sống cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn thuận lợi, hanh thông, cũng được mọi người ủng hộ. Thưa quý vị,
Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Nói chung ấy, sau cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch ấy, thì những người tuổi Quý Dậu công việc cũng được thuận lợi, sự nghiệp thì phát triển, thi cử học hành thì đạt kết quả tốt. Được quý nhân tương trợ giúp đỡ, tị Dậu Sửu nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên là trong thời gian này những người kinh doanh buôn bán thì sẽ khéo ăn khéo nói, đấy, giỏi cạnh tranh nên là cũng khá đắt khách. Và từ sau ngày 23 tháng Chạp trở đi thì con đường tài lộc của những người tuổi Dậu cũng được khởi sắc không kém, nhờ gì? Nhờ có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Thời gian tới đây thì có dấu hiệu được tăng lương, tăng thưởng, thăng chức, nhận thêm được tiền trợ cấp hoặc là thưởng nóng. Một số người có thể là thử tập tành buôn bán nhỏ cũng sẽ kiếm được một khoản tiền lớn để sinh hoạt, đặc biệt là gì? Tiêu Tết thoải mái trong thời gian này. Thưa quý vị, cái vận may về đường tình cảm của những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 cũng không kém cạnh. Nhờ được cục diện là ngũ hành tương sinh, vậy nên vợ chồng ngày càng thấu hiểu, ăn ý nhau nhiều hơn và cùng nhau dạy bảo con cái, không thua kém bất kỳ ai. Tuy cái điều kiện kinh tế của gia đình nó không phải là đại gia, nhưng mà lại có cái hơi ấm hạnh phúc của gia đình, như vậy cũng đã là tốt rồi. Đó là những người tuổi Dậu, con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về con giáp may mắn thứ ba sau cái ngày 23 tháng Chạp, thì không ai khác thì đó chính là những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, xin chúc mừng tất cả những người tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và có cái tấm lòng yêu thương mọi người. Và sau ngày 23 tháng Chạp trở đi thì cái may mắn, cái tài lộc cũng sẽ ùn kéo đến với những người tuổi Hợi. Quý vị thân mến, những người tuổi Hợi là những người sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, những người tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ vào cái tài năng và cái sự chăm chỉ của mình. Những người này sớm xây dựng được cái sự nghiệp vững chắc, ổn định. Những người tuổi Hợi là những người mà thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những cái khó khăn, bất hạnh của những người khác. Bởi vậy, những người tuổi Hợi thì hay tham gia vào những cái hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Cái vẻ bề ngoài của những người tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như là không bao giờ vướng bận trong cái chuyện là bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản ấy, những người tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính bản thân mình. Dù gặp phải những cái khó khăn trong cuộc sống thì họ cũng không bao giờ la hét, làm ẩm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với cái sự ung dung quả quyết. Và trong mắt của mọi người xung quanh ấy, những người tuổi Hợi là những người mà rất thân thiện và hòa đồng. Họ chẳng bao giờ to tiếng quát tháo một ai, dù người đó có mắc phải cái sai lầm nghiêm trọng nào đi chăng nữa. Cái sự bao dung và cái sự nhân hậu luôn tồn tại trong con người của những người tuổi Hợi. Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những cái lỗi lầm của những người khác. Những người tuổi Hợi không thích tranh đấu, không thích đấu khẩu với những người khác. Phương châm cuộc sống của họ là gì? Một điều nhịn là chín điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố gắng gây sự thì những người tuổi Hợi cũng luôn giữ cái thái độ hòa hợp, nhường nhịn. Nhờ vào cái sự khéo léo trong cái cách đối nhân xử thế mà những người tuổi Hợi được nhiều người yêu quý, kính phục. Mỗi khi mà làm cái việc gì đó thì họ đều đặt cái lợi ích của tập thể lên hàng đầu, không bao giờ nghĩ đến lợi ích hoặc là vụ lợi cá nhân cho bản thân. Những người này cũng gì dễ đặt cái niềm tin vào những người khác. Điều đó cũng khiến đôi lúc họ bị những kẻ xấu lợi dụng. Thưa quý vị, cái sự thật thà, cái sự chân thành giúp những người tuổi Hợi xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao một cách tốt đẹp hơn. Đi đến đâu thì những người tuổi Hợi lại có những người yêu quý, ngưỡng mộ đến đó. Thế nhưng, những người này thì không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, họ lúc nào cũng khiêm tốn, rụt rè, bình thường. Tuổi Hợi là những người mà không thích tranh chấp, đôi co với những người khác. Nhưng nếu vượt quá cái giới hạn chịu đựng thì họ sẽ nổi trận lôi đình. Tuy nhiên, cái trạng thái ấy cũng sẽ nhanh chóng đi qua và những người tuổi Hợi sẽ không thù hận hay là để bụng bất kỳ cái điều gì. Nói chung, gia chủ sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Hợi. Họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào mà các bạn gặp khó khăn, gặp rắc rối hay là buồn phiền. Và dường như những người tuổi Hợi, nói chung là dù là nam hay nữ, thì đều không có khái niệm và nguyên tắc sống. Bởi vậy, họ vô tư thoải mái làm những cái điều mà mình thích mà không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Những người này thì không chỉ có cái tấm lòng vị tha, trái tim nhân hậu, mà họ còn là những người vô cùng phóng khoáng, rộng rãi. Bởi vậy, họ luôn cố gắng giúp đỡ những cái người khó khăn, thậm chí
là chia tài sản của mình cho những người xung quanh. Tuổi Hợi là những người mà đầy năng động, sáng tạo, nhiệt tình. Họ sẽ không bao giờ vắng mặt trong những buổi họp giao lưu, gặp mặt hay là tham gia vào công tác xã hội. Và những hoạt động tập thể cũng sẽ giúp cho họ thư giãn, thoải mái và hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Và bắt đầu sau ngày 23 tháng Chạp trở đi thì những người tuổi Hợi sẽ đón không ít những cái tin vui trên con đường tài lộc đấy. Làm đâu thì thắng đấy đó. Nếu mà quý vị có dự định đầu tư kinh doanh trong cái thời điểm này thì các bạn hãy cứ mạnh dạn tiến hành. Bản mệnh sẽ được các thần che chở phù trợ, mở ra nhiều cái cơ hội làm ăn thuận lợi đấy, tưởng như là chỉ có thể là xảy ra trong mơ mà thôi đấy. Thế nhưng tất cả đang hiện hữu ngay trước mắt đấy. Những người tuổi Hợi hăng hái tiến thân vào cái lĩnh vực mới mẻ thì sẽ tìm ra được cái hướng đi mới đầy triển vọng và thu về được cái lợi nhuận tiền đầy túi. Không những gặp may mắn về vận trình tiền bạc, con đường tình cảm của những người tuổi Hợi cũng sẽ được tươi sáng và khởi sắc hơn. Người ta thường nói đen tình thì đỏ bạc, ngược lại thì những người tuổi Hợi đỏ bạc đỏ cả tình đấy, làm đâu thắng đó. Khi mà bản mệnh có thể là gì? Có thể là viên mãn ở cả hai lĩnh vực này. Những người tuổi Hợi có nhiều cái thời gian ở bên gia đình dành cho những người mình thương yêu nhất. Cái sự quan tâm chăm sóc mà trước đó ấy, đã quá bận tâm thì quý vị bây giờ cũng gì cũng sẽ thì có được cái sự chăm sóc tận tình từ mọi người xung quanh. Vậy nên trong thời gian này thì những người tuổi Hợi hãy gì mở lòng mình ra và tích cực nói chuyện, chia sẻ, trò chuyện với mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, một số những người tuổi Hợi mà còn đang còn độc thân ấy, thì quý vị cũng đừng ngại mở lòng mình ra nếu mà có ai đó chủ động tìm kiếm cái tình yêu. Không có ai sống được thay mình cả. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để bảo vệ cái hạnh phúc tình duyên của mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Và ngay sau đây, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình chi tiết của những người tuổi Hợi. Đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong thời gian là sau ngày 23 tháng Chạp thì những người tuổi Tân Hợi sẽ được gì thần tài chiếu mệnh. Đó. Vậy nên con đường làm ăn của những người tuổi Tân Hợi nói chung ấy là cũng sẽ được may mắn hanh thông. Những ai mà đang chờ tin tức xin việc xuất ngoại, cầu công danh, cầu sự nghiệp cũng sẽ sớm có tin tốt nó đưa về, nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Về cái vận trình tài lộc thì cũng có nhiều cái dấu hiệu tích cực sau cái ngày 23 tháng Chạp. Gần đây những gia chủ tuổi Hợi đã thì có ý thức trong cái việc tiết kiệm tiền để lo cho tương lai. Một số người sẽ nhận được cái lộc từ con cái hoặc là thì được những người thân, thì đây cũng là một trong những cái điều mà những người tuổi Tân Hợi đáng được tận hưởng trong thời gian này. Bên cạnh đó, con đường tình cảm, nhân duyên của những người tuổi Tân Hợi thì cũng sẽ gì kém phát triển hơn do là bị cục diện ngũ hành nó xung khắc. Vậy nên trong thời gian này quý vị cũng khá nóng nảy với bản thân, và để vun đắp với nửa kia thì quý vị đừng có quan trọng quá vấn đề. Quý vị hãy ngồi lại trò chuyện với nhau nhiều hơn và đặt mình vào vị trí của đối phương để suy nghĩ. Đó. Và để hóa giải cái cục diện này thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Quý vị thân mến, công việc của những người tuổi Quý Hợi trong cái thời gian sau ngày 23 tháng Chạp cũng được các tinh nó chiếu cố, nên là con giáp này cũng đang ở cái thế mạnh hơn so với đối thủ. Gia chủ là người có tiếng nói trong công việc. Ngoại giao, ký kết hợp đồng thì cũng tốt đẹp đấy. Nói chung ấy, gia chủ cũng được đồng nghiệp yêu quý vì cái cách làm việc dứt khoát. Quý vị cũng đừng tỏ thái độ kiêu ngạo đó. Bên cạnh đó, cái thu nhập của những người tuổi Quý Hợi sau ngày 23 tháng Chạp âm lịch cũng tăng đột biến nhờ được gì quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vì thế mà đây là cái thời điểm thích hợp để con giáp này tiến đến những cái kế hoạch mở rộng cái quy mô làm ăn kinh doanh của mình. Đặc biệt là trong dịp Tết này là cái thời cơ hốt vàng hốt bạc của những người tuổi Quý Hợi. Vậy nên quý vị đừng có bỏ qua, đừng có bỏ lỡ một cơ hội hiếm có như thế này. Thưa quý vị, thì bên cạnh những cái may mắn đó thì một số người thì luôn đưa ra những nhận xét tiêu cực về những người tuổi Hợi.
Dù là vô tình hay cố ý thì thực ra những người tuổi Quý Hợi cũng không nên quá coi trọng đấy. Trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải là gì, quan tâm nhiều hơn đến cái công việc và đến cái gia đình của mình, tránh để những cái lời đàm tiếu bên ngoài nó ảnh hưởng đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Quý vị thân mến, công việc của những người tuổi Ất Hợi nói chung ấy, sau ngày 23 tháng Chạp cũng cực kỳ hanh thông thuận lợi, rất được thần tài giúp đỡ, thần may mắn gọi tên. Nên là gần trong cái dịp Tết này thì những người buôn bán kinh doanh làm ăn ấy, thì sẽ nhận thêm được nhiều công việc và sẽ có những cái may mắn, sẽ có những cái thu nhập bất ngờ. Gia chủ không chịu ngồi yên một chỗ mà luôn tìm cách xoay sở để kiếm việc làm, kiếm tiền. Tay chân cũng không được nào được yên cả, đúng không? Vậy nên là cũng được trời thương ban cho cái lộc lá. Tài lộc thì phát triển tốt, những người tuổi Ất Hợi hay có lộc ăn uống từ những người xung quanh, từ khách hàng của mình. Đặc biệt những người bạn mà đang có ý định kiếm thêm tiền trong thời gian này thì cũng có thể thử sức với việc kinh doanh về hàng Tết. Nói chung là quý vị sẽ nhận được nhiều cái kết quả cực kỳ bất ngờ mà đôi khi những người tuổi Ất Hợi cũng không thể tưởng tượng được. Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của những người tuổi Ất Hợi thì cũng bình ổn nhờ gì, có được ngũ hành nó tương sinh, nó tương hợp. Thì đây cũng là cái yếu tố mà giúp cho những người tuổi Ất Hợi duy trì được cái mối quan hệ tốt đó. Một cái yếu tố nữa mà khiến cho các mối quan hệ của những người tuổi Ất Hợi nó hài hòa hơn, đó là do những người tuổi Ất Hợi đã gì, duy trì được cái sự kiên nhẫn, được cái sự thấu hiểu trong mọi cái hoàn cảnh. Từ đó sẽ giúp cho các mối quan hệ trong cuộc sống nó trở nên tốt hơn bao giờ hết. Đó là những người tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Quý vị thân mến, như vậy là gì? Tuổi may mắn thứ 3 là những người tuổi Hợi đó. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Kính thưa quý vị, sau cái ngày 23 tháng Chạp thì những người tuổi Tỵ là một trong con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông. Vậy thì cái may mắn đó sẽ đến như thế nào và những người tuổi Tỵ làm thế nào để nắm bắt được cái cơ hội này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết, những người tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá là phong phú, lãng mạn và luôn khiến cho người khác bị thu hút bởi cái vẻ đẹp, bởi cái sự quyến rũ uyển chuyển của mình. Nói chung, ở Việt Nam thì rắn được xem là cái loài động vật rất quý hiếm. Nọc độc của nó là cái vũ khí lợi hại có thể giết chết một con người. Bởi vậy, người ta thường có quan điểm rằng không nên tin tưởng quá nhiều vào những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ thì khiến cho con mồi bị mất cảnh giác bởi cái sự di chuyển nhẹ nhàng của mình. Nó nhanh chóng tiếp cận con mồi khi mà cái thời cơ thích hợp đã đến. Nọc độc sẽ là cái vũ khí lợi hại để tấn công và hạ gục đối thủ. Những người tuổi Tỵ khi mà hành động cũng rất cẩn thận, bình tĩnh, không bao giờ tỏ ra là vội vàng, nao núng. Họ là những người sống ở hiện tại nhưng mà luôn nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ thì sẽ không bao giờ chi tiêu một cách quá là hoang phí. Ngược lại, họ học cách tích lũy, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cái cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ cũng có cái tinh thần ham học hỏi. Họ có thể thu thập cho mình những cái thông tin bổ ích đấy ở bất kỳ đâu. Bên cạnh đó, những người tuổi Tỵ thì thích triết lý và luôn quan tâm đến những cái vấn đề chính trị trong cái cuộc sống. Họ có sở thích, có thói quen đọc sách, đọc báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những cái bí mật cá nhân của mình. Bởi vậy, cái tính cách của những người tuổi Tỵ là một cái điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Họ sống khá là khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của những người khác. Dù biết cái điều đó tốt cho mình, nhưng mà cái tôi cá nhân của những người tuổi Tỵ không cho phép họ tuân theo những lời chỉ dẫn của bất kỳ ai. Tuổi Tỵ sống rất là thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng những người khác. Nếu mà có gặp túng thiếu, khó khăn hay là phải đi vay mượn ấy, thì dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những khoản nợ đó. Những người này thì tự lập trong cái cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Và sau cái ngày 23 tháng Chạp trở đi thì đây là cái thời điểm mở ra nhiều cái cơ hội rực rỡ cho những người tuổi Tỵ, đặc biệt là trong công việc. Những người tuổi Tỵ sẽ tìm được những cái hướng đi mới tích cực và giải quyết được những cái vấn đề còn bế tắc trong khoảng thời gian trước đó. Bên cạnh đó thì lại có quý nhân xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, giúp cho những người tuổi Tỵ xây dựng được những cái mối quan hệ viên mãn trong cái thời gian về sau. Cũng nhờ cái sự tập trung của bản mệnh và bản mệnh sẽ được nâng đỡ rõ rệt. Vì thế mà cái hiệu suất công việc của những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng được gia tăng đáng kể. Có thể nói, những người tuổi Tỵ trong thời gian này có được cái nguồn cảm hứng tuyệt vời
Vậy nên quý vị nên tận dụng cái thời gian làm việc hiệu quả này để thực hiện cái đam mê, để thực hiện cái mục tiêu của mình. Nhất là trong thời điểm này thì những người tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều tin vui, mọi khó khăn thì đều được giải quyết một cách ổn thỏa. Gia chủ sẽ được quý nhân phù trợ, kéo theo cái sự nghiệp thăng hoa, tài vận thì dồi dào, tha hồ mà hưởng cái sự giàu sang phú quý. Bên cạnh đó, lại được cát tinh nâng đỡ, nên cái vận trình của những người tuổi Tỵ trong thời gian này thì cũng được tăng tiến mạnh mẽ, làm gì cũng được suôn sẻ, muốn gì thì được nấy. Đời sống vật chất thì khá là sung túc, tiền hết rồi lại có. Đó. Những người làm kinh doanh buôn bán sẽ được phát tài phát lộc, may mắn nó cứ ùn ùn được kéo đến. Còn ai mà đang làm văn phòng ấy, thì cũng ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người buôn bán kinh doanh đầu tư thì các bạn đều có thể đạt được những cái mục tiêu tài chính mà mình đã đề ra. Thì cũng nhân cái dịp này, những người tuổi Tỵ có thể thoải mái đi mua sắm bởi cái vận trình tài lộc của những người tuổi Tỵ cũng đang rất dồi dào. Các cát tinh này nó cũng mang đến những cái may mắn cho những người tuổi Tỵ về cái mặt tiền bạc. Đấy. Nếu biết tận dụng thì không cần phải quá lo lắng cho chuyện chi tiêu trong những ngày Tết sắp tới đây. Vậy nên để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Và tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận may của chi tiết từng tuổi Tỵ, xem là tuổi Tỵ nào may mắn nhất, tuổi Tỵ nào là may mắn tiếp theo, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Thưa quý vị, sau cái ngày 23 tháng Chạp thì những người tuổi Ất Tỵ được quý nhân nâng đỡ trên con đường công danh sự nghiệp. Vậy nên là sự nghiệp hanh thông, công danh thì phát triển, để công việc thì suôn sẻ thuận lợi khi mà có gì cát tinh nó chiếu mệnh. Tuy nhiên trong thời gian này cũng khuyên quý vị nên theo hướng làm ăn chắc chắn bền vững. Nếu mà ham làm ăn kiếm tiền nhanh ấy, thì sẽ dễ mất trắng tiền bạc đấy trong thời gian này. Nói chung với cái vận trình tiền bạc thì không đến nỗi tệ, nhiều người còn độc tổ tiên. Còn đối với những ai mà đam mê cá độ cờ bạc lô đề thì sẽ sớm vỡ nợ, sớm bỏ. Ai mà làm ăn chịu khó thì sẽ được trời thương ban cho lộc lá. Bên cạnh đó, con đường tình cảm thì cũng có nhiều cái điểm sáng nhờ được cục diện ngũ hành nó tương sinh. Những cái bận rộn vừa qua không làm cho cái tình cảm của những người tuổi Tỵ bị phai nhạt. Trong thời gian này thì quý vị đã biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nên là gì? Cái chuyện tình cảm của những người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 ấy cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn và thuận lợi. Tiếp theo là tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1917. Quý vị thân mến, sau cái ngày 23 tháng Chạp thì những người tuổi Đinh Tỵ sẽ đạt được nhiều cái thành công trong công việc lẫn cái sự nghiệp của mình. Các bạn sẽ có thêm cái cơ hội để khai phá được những cái tiềm năng còn tiềm ẩn của mình và tận dụng cái thế mạnh đó để chinh phục những cái đỉnh cao mới trong cuộc sống. Với những cái tham vọng vào cái mục tiêu đã đặt ra thì tiền đồ của những người tuổi Tỵ cũng sẽ được mở rộng. Có cát khí nó còn báo hiệu là những người tuổi Đinh Tỵ có thể đón nhận nhiều cái tin vui liên quan đến cái tài chính. Con đường tài lộc nhìn chung cũng khá là hanh thông thuận lợi, cơ hội kiếm tiền thì nó có ùn ùn kéo đến với những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Vậy nên chỉ cần quý vị nhanh chóng nắm bắt là không lo tiền đổ về túi. Dù vậy, để an toàn và hạn chế những rủi ro thì quý vị vẫn nên lựa chọn những cái lĩnh vực phù hợp với khả năng của mình. Cục diện ngũ hành tương sinh nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Tỵ này hóa giải những cái mâu thuẫn, những cái bất đồng hiện tại. Chuyện tình cảm của bạn và đối phương thì cũng không có cái trở ngại nào quá lớn, đôi bên đã hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Những người độc thân thì nhân duyên cũng khá là vượng đó, và có thể sẽ tìm được những người xứng đôi vừa lứa với mình. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Nói chung sau ngày 23 tháng Chạp thì những người tuổi Tỵ nói chung cũng được quý nhân che chở, tương trợ, giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 cũng gặp khá nhiều may mắn trong cái phần công danh sự nghiệp. Và mọi việc thì đều được giải quyết một cách khá là ổn thỏa. Từ đó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 ấy, có thể là nhận về những cái lời khen ngợi từ cấp trên vì hiệu quả công việc mà quý vị mang lại. Cũng như từ cái hiệu quả đó, nó cũng sẽ mang lại cái cơ hội để thăng tiến trong tương lai. Cơ hội thăng quan tiến chức đang mở rộng ngay trước mắt. Quý vị hãy tiếp tục chăm chỉ nỗ lực để để nắm bắt lấy cái vận may này. Đấy. Bên cạnh đó, những người tuổi Kỷ Tỵ là những người vốn chăm chỉ nhưng mà thiếu đi cái sự bứt phá
thì đây cũng là cái cơ hội để bản mệnh khẳng định cái vị thế của bản thân, ghi dấu ấn của mình trong công việc, giành được cái vị trí cao hơn, từ đó cũng là cái cơ sở để quý vị được hưởng mức lương, mức thưởng, mức đãi ngộ xứng đáng hơn, cao hơn. Dù vậy, trong thời gian này thì những người tuổi Kỷ Tỵ vẫn cần phải kiềm chế cái sự cố chấp và cái sự bảo thủ, cần biết cách học hỏi từ những người xung quanh để hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Và sau cái ngày 23 tháng Chạp âm lịch ý, thì cái vận trình tài khí của những người tuổi Kỷ Tỵ cũng khá là ổn định, tài chính thì vững vàng. Từ đó các bạn cũng có thêm cái động lực để phát triển các kế hoạch đầu tư kinh doanh. Với cái nguồn ngân sách hiện tại cùng với cái khả năng quan sát và hỏi thì bản mệnh sẽ có thừa cái cơ hội tốt để kiếm thêm cái thu nhập cho mình. Đó là những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Đó, trong những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã vừa tìm hiểu xong về những người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 đúng không ạ? Và những cái may mắn của những người tuổi Tỵ. Tiếp theo, vị trí may mắn, con giáp may mắn thứ 5 sau cái ngày 23 tháng Chạp tới đây ấy, mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Mùi. Quý vị thân mến, những người tuổi Mùi là những người đại diện cho cái cuộc sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, những người tuổi Mùi là những người thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và cái khả năng phân tích nhạy bén giống như cái hình ảnh của gì của con vật. Đại diện những người tuổi Mùi đa số đều là những người hiền hậu, sống an nhàn và luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh. Họ sống cho tập thể và những cái người thân cận đấy, không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những cái điều mà phải xấu hổ với lương tâm. Họ sống giàu tình cảm và đầy cái lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi Hợi thì thường lựa chọn cái con đường sáng tác nghệ thuật. Đây là cái cách thức để truyền tải những cái thông điệp yêu thương cho cái thế giới của loài người. Tuổi Mùi là những người mà thiên về cái hướng sống nội tâm, ít chia sẻ cái cảm xúc và cái tình cảm của mình cho những người khác. Họ là những người tốt bụng, giúp đỡ những người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần phải nhận lại. Cái điều mong ước lớn nhất của những người tuổi Mùi ấy, không phải là cái cuộc sống giàu sang phú quý, mà là cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn cái tình yêu thương. Bên cạnh đó, tuổi Mùi là những người dễ xúc động với những cái bất hạnh, những cái khó khăn của những người nghèo khổ. Họ dễ tổn thương nhưng cũng rất dễ tha thứ cho cái lỗi lầm của những người khác. Cái tấm lòng vị tha của những người tuổi Mùi cũng sẽ khiến cho họ trở nên thân thiện và nhận được nhiều tình cảm quý mến của mọi người xung quanh. Tuổi Mùi không đủ mạnh mẽ chống chọi với khó khăn, thử thách một mình. Họ cần có cái sự giúp đỡ, cái sự đồng cảm và cái sự ủng hộ của những người thân, của bạn bè. Đôi khi, cái sự đau sầu, đau cảm cũng sẽ khiến cho những người tuổi Mùi rơi vào cái trạng thái mất cân bằng trong cuộc sống. Quý vị thân mến, những người tuổi Mùi là những người mà thích sống tự do, tự tại, thoải mái, làm những cái điều mà mình thích và không sợ bị giới hạn bởi cái điều gì. Cái bản chất của những người tuổi Mùi khá là ương bướng. Những gì họ thích làm ấy thì không ai có thể là ép buộc hay là ngăn cản được họ cả. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thì những người tuổi Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái tranh chấp đó. Và trong thời gian này, đặc biệt là sau ngày 23 tháng Chạp trở đi, là cái thời điểm mà cái vận trình của những người tuổi Mùi lên hương mạnh mẽ nhất. Hầu hết các phương diện của các bạn cũng đang được tiến triển thuận lợi và đạt được những cái bước tiến mới. Công việc của những người tuổi Mùi thì sẽ có những cái bước chuyển biến bất ngờ. Mọi việc thì đều nằm trong cái tầm kiểm soát của những người tuổi Mùi. Thậm chí có những điều mà gia chủ không nghĩ rằng sẽ thành công thì lại bất ngờ đạt được cái sự toại nguyện ở cái thời điểm này. Những người tuổi Mùi còn được thần tài che chở, giúp cho kiếm tiền được những khoản lợi nhuận lớn đáng kể. Các công việc tay trái hay là tay phải đầu tư kinh doanh ngoài luồng thì cũng sẽ được hanh thông. Đó là bởi các bạn có cái sự nhạy bén với cái thị trường, lại biết cách chớp lấy cái thời cơ, nên là cái quá trình làm giàu nó luôn được thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống thì cũng ngày càng được đủ đầy, trọn vẹn hơn. Không những vậy, cái đường tình duyên của những người tuổi Mùi thì cũng đang rất là mở rộng. Những người độc thân thì sẽ gặp thuận lợi trên cái con đường tìm kiếm một nửa kia của mình, dễ dàng thoát khỏi cái cảnh gì, cảnh độc thân. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Đó. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi.
À, quý vị thân mến, sau đây là chúng ta cùng xét về cái vận trình may mắn chi tiết từng con giáp sau ngày 23 tháng Chạp. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Đó. À, thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thì có cát tinh nó nhập mệnh. Vậy nên những người tuổi Đinh Mùi sẽ gặp nhiều cái may mắn ở cái phương diện tài lộc và công việc trong cái thời điểm sau 23 tháng Chạp. Thì cái thời điểm này lại có cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó hỗ trợ. Cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu của những người tuổi Đinh Mùi ấy cũng sẽ được thuận lợi, hanh thông hơn nhiều. À, quý vị nên tận dụng cái khoảng thời gian này để làm giàu. Ngoài ra ấy, cái thu nhập chủ yếu trong cái thời gian này vẫn đến từ công việc chính. Vì thế mà những người tuổi Đinh Mùi cũng không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc, kẻo lại khó chu toàn cho tất cả các chuyện. À, thêm nữa, cái sự nghiệp của những người tuổi Đinh Mùi ấy, thì cũng khá là tốt lành. Gia chủ là những người mà thận trọng tỉ mỉ trong từng cái việc nhỏ, nên là kết quả thu về cũng rất là ổn định. Tuy nhiên, có đôi khi con giáp này vẫn thiếu đi cái sự linh hoạt và nhanh nhẹn, chỉ biết hoàn thành đúng cái phần việc mà được giao, mà đôi khi không chủ động tìm tòi thêm cái việc mới. Nên là các bạn sẽ để sớm khắc phục cái điểm yếu này đó thì sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái ngũ hành nó không ủng hộ, nên là những người tuổi Đinh Mùi khó có được cái niềm vui trong chuyện tình cảm của mình. Cái điểm báo nguy cơ nó xuất hiện, người thứ ba chen chân vào cái chuyện tình cảm giữa hai người. Nói chung là bản mệnh cũng cần phải có một cái hướng đi mới và tìm cách là gì? Hòa hợp, tích cực tâm sự với mọi người xung quanh nhiều hơn. Tiếp theo chúng ta cùng xét về tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Quý vị thân mến, những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong cái thời gian sau ngày 23 tháng Chạp thì lại được thần tài chiếu mệnh đó. Vậy nên những người tuổi Kỷ Mùi gần như không gặp phải bất kỳ cái khó khăn nào trong cái vấn đề liên quan đến tài chính, tiền bạc. Quý vị có kế hoạch chi tiêu nó rủng rỉnh, các kế hoạch kinh doanh buôn bán đầu tư thì cũng được thuận lợi hơn. Làm việc lớn việc nhỏ thì cũng đều thu hoạch đấy. Các bạn có thể tranh thủ cái lúc mà cái tài vận nó đang vượng như thế này để mở rộng cái quy mô hay là gì, nhập thêm hàng về. Đặc biệt là trong cái dịp Tết Nguyên Đán này thì cái nhu cầu nó đang tăng mạnh. Vì thế mà những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 ấy, quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình nhé. Thưa quý vị, nói chung là sau cái ngày 23 tháng Chạp thì những người tuổi Kỷ Mùi có thể tỏ ra hào hứng với công việc, những cái đam mê cá nhân của mình. Đấy, con giáp này nên tận dụng cái cơ hội để triển khai những cái kế hoạch mới, nâng cao cái khả năng thành công của mình trên con đường công danh sự nghiệp. Về phương diện tình cảm thì những người tuổi Đinh Mùi muốn cùng đối phương làm mới cái quan hệ của mình ấy, thì hãy thực hiện sớm những cái ý định đó. Dường như là đôi bên đều đang quá thờ ơ, quá hững hờ đó. Quý vị đừng để cái khoảng cách giữa hai người ngày một xa hơn, khiến cho tình cảm nó bị phai nhạt đó. Vì thế để gia tăng thêm cái vận trình tình cảm ấy, thì những người tuổi Kỷ Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Tiếp theo chúng ta cùng xét về những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Kính thưa quý vị, những người tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 cũng được cát tinh nó che chở. Vậy nên cái vận trình tài lộc cũng được tăng tiến ngày càng nhiều. Nhất là với những người làm ăn kinh doanh buôn bán ấy, thì bản mệnh trở nên quyết đoán hơn và nắm bắt được những cơ hội kiếm tiền cho mình. Nhờ vậy mà cái nguồn thu nhập của những người tuổi Tân Mùi cũng sẽ được tăng lên, chi tiêu cũng sẽ được thoải mái hơn. Tài chính nói chung là khá là dư giả. Tuy nhiên, nếu như mà các bạn vẫn giữ cái thói quen tiêu pha không kiêng kỵ thì bao nhiêu cũng hết. Hơn nữa, trong cái thời gian này nếu mà bản mệnh cho người khác vay tiền thì cũng rất là khó đòi. Dù khoản này không lớn, nhưng mà nếu không quản lý chặt chẽ thì cũng sẽ phải lĩnh hậu quả. Trái ngược với chuyện tài chính, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Tân Mùi cũng sẽ vướng phải không ít những cái khó khăn. Do là gì? Cái ngũ hành nó xung khắc. Vợ chồng đôi lứa thì ngày càng xuất hiện nhiều cái khúc mắc, nhiều cái mâu thuẫn. Nguyên nhân của cái vấn đề này cũng chủ yếu là do hai người ít dành thời gian cho nhau mà thôi. Vì thế, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và để bảo vệ cái hạnh phúc của mình thì những người tuổi Tân Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tử gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn nhất sau ngày 23 tháng Chạp năm 2023 năm Quý Mão. Và trong thời điểm sau ngày 23 tháng Chạp, chúng ta sẽ có 5 con giáp may mắn, tài vận hanh thông, tiền bạc dồi dào,
tình cảm thì được viên mãn, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Ngọ, 2 tuổi Dậu, 3 tuổi Hợi, 4 tuổi Tỵ và 5 là tuổi Mùi. Đó là 5 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý sau ngày 23 tháng Chạp. Đấy, tài vận hanh thông, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến, ăn Tết giàu to. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.